Tập 15. Chuyện đã quá rõ ràng rồi. Quân địch ở Đức Lĩnh tối qua đã chạy trốn rồi. Hoặc là nói ít nhất có một bộ phận quân địch chạy trốn. Đức Lĩnh quả thực tồn tại đường hầm bí mật mà chúng ta không biết. Có lẽ do địa thế hiểm trở, không thể chuyển quân với số lượng lớn, tổ chức tấn công đội hình. Đường hầm bí mật này bị Bác Mộc Hiêu phát hiện được, đồng thời đánh úp được rất nhiều quân địch. Phân tích của cậu rất có lý, hãy tiếp tục đi. Sau đó, người cứu viện của quân đội Trung Quốc đến, cũng chính là tên Hà Bình An đó. Bọn chúng đã giết Bác Mộc. Mặc dù chúng ta không biết hắn dùng phương pháp gì, nhưng mà hắn ở trong bóng tối thắng được Bác Mộc, dẫn đội đến Đức Lĩnh tham gia chiến đấu. Đây chính là tại vì sao chúng ta ngay từ đầu cảm thấy binh lực quân địch trống rỗng, nhưng đối phương lại đột nhiên tăng thêm quả lực. Có lẽ không sai. Tướng quân, xin hãy để tôi dẫn đội đánh vào Đức Lĩnh. Không 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 không, Đức Lĩnh đã là vật trong túi chúng ta rồi. Đường hầm không thể nào chuyển quân với số lượng lớn. Tiếp diện của quân địch cũng chính là tiểu đội, nhiều nhất cũng chỉ là một tiểu đoàn. Bây giờ trung đoàn 118 lại bỏ trốn, có thể thấy Đức Lĩnh chính là binh lực trống rỗng. Giống như tôi nghĩ, quân địch không thể có nhiều binh lực như vậy để chiếm giữ bốn trận địa. Cho dù hắn có bao nhiêu binh lực, chỉ cần chúng ta tập trung quả lực phá vỡ bất cứ chỗ nào cũng có thể xông thẳng vào lấy được Đức Lĩnh. 1, 2, 3, 4, bốn công sự này đều là mục tiêu tấn công của Hoạch Điền Dũng. Chỉ là thời gian sớm muộn, chúng ta phải đồng thời giữ được bốn trận địa này, ít nhất cần binh lực của một trung đoàn. Nhưng bây giờ chúng ta cũng chỉ có một tiểu đoàn. Nếu chia quân thành bốn đường, chắc chắn là đi vào chỗ chết. Nhưng mà có một con đường, có lẽ có thể sống. Tập hợp thành nhóm, lấy ít địch nhiều. Nhưng binh lực chúng ta ít, chỉ có thể tập hợp thành nhóm. Binh lực của Hoạch Điền Dũng nhiều. Nếu hắn ta từ bốn trận địa Đông Nam Tây Bắc đồng thời tấn công chúng ta, chúng ta chỉ có thể giữ được một trận địa, vậy thì xong rồi. Tôi đoán hắn sẽ không làm vậy. Hà lão đệ, cậu không phải ma quỷ, làm sao biết được hắn sẽ không làm vậy? Chỉ là dựa vào hắn ta là Hoạch Điền Dũng, giống với Kanji Shizawa Imura là Hoạch Điền Dũng của ba con chim. Một người biết đánh trận, tuyệt đối sẽ không lãng phí binh lực ở trên chiến trường. Cho nên nếu hắn phát hiện ra binh lực chúng ta không đủ, hắn sẽ thăm dò từng bước, hy vọng một lần có thể đánh bại, mà không phải xông lên dồn dập. Ít nỗ lực mà lại đạt được hiệu quả lớn. Cách này được chỉ được một lần. Lần này chúng ta đánh trúng rồi, Hoạch Điền Dũng vẫn sẽ đánh tiếp lần sau. Vậy nên tôi nói phải cược. Hơn nữa không chỉ cược một lần, chúng ta phải cược bốn lần. Hơn nữa lần nào cũng phải cược trúng. Sai một lần là thua cả ván cờ. Bây giờ vũ khí và đạn dược của chúng ta đang có đủ. Chúng ta sẽ đưa tất cả vũ khí bố trí ở bốn trận địa. Vũ khí không động tới, chỉ có người hành động. Chỉ cần chúng ta đánh xong một lần, liền lập tức chạy đến địa điểm thứ hai. Vấn đề bây giờ có thể giữ được trận địa tại chỗ, thay đổi trận địa bất cứ lúc nào có chút khó khăn. Tôi nghĩ sẽ không vấn đề. Như vậy tôi cùng Hà trưởng ở lại đây, dùng cờ hiệu chỉ huy. Các anh chạy ở dưới, hai người các anh đứng ở chỗ cao chỉ huy. Địch di chuyển đến đâu, anh liền chỉ huy đến đó. Chúng tôi từ bên này chạy qua. Như vậy được đấy. Sao vậy? Tôi nói sai ở đâu sao? Tốc độ tiến lên của quân Nhật rất nhanh. Để chúng tôi nhìn rõ rồi, trận địa sớm đã bị mất. Tôi nói anh thua kệch đấy. Cái đồ quê mùa nhà anh lại nhắm vào lão tử ta rồi. Lôi đại hổ ta đánh trận nhiều năm như vậy, đó đều là dựa vào súng thật đạn thật để đánh trận. Trưởng quan nói đánh ở đâu tôi đánh ở đó. Lời này của anh nói đúng. Hà trưởng, anh ra lệnh đi. Nơi đầu tiên chúng ta phải giữ là ở đâu? Từ trận địa này thấy, phía trước trận địa số 3 được bảo vệ ít nhất. Cũng có thể nói, nếu tấn công ở đây thì tương đối dễ dàng. Hơn nữa khoảng cách quân địch và trận địa gần nhất chính là ở đây, trận địa số 2. Nơi này địa hình phức tạp, đường che chắn nhiều nhất, tiện cho giả vờ tiến công. Hơn nữa khoảng cách gần nhất, tập trung binh lực từ đây đi lên, một lần phá bỏ. Như vậy là có thể lấy được Đức Lĩnh. Trận địa số 2, Đức Lĩnh. Nhanh, xông lên. Cược trúng rồi, đánh mạnh lên cho ta. Xông lên. Cứ kéo dài như vậy cũng không phải cách. Có lẽ nên đánh trưởng qua của bọn chúng trước.
xông lên. Lôi tiểu đoàn trưởng, cách đánh này của các anh chính là đang lãng phí đạn. Bọn chúng đông người, chúng ta ít người, nếu cứ đánh tiếp như vậy nhất định sẽ bị thiệt. Mau 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 mau, anh nhìn thấy tên sĩ quan đó chưa? Đánh bại hắn, chỉ cần đánh bại hắn, một cú đánh của chúng ta, quân xâm lược sẽ rút lui. Hai chúng ta dựa vào đâu để nghe cậu? Chỉ cần các anh nghe tôi có thể đánh bại tên sĩ quan đó. Chém gió quá. Cậu muốn đánh thế nào? Một người đánh bên trái tên sĩ quan, người còn lại đánh bên phải tên sĩ quan. Chỉ cần đội hình của quân xâm lược loạn lên, rồi bắn một phát là mất mạng. Xông lên, mau lên, xông lên. Thắng rồi, quân Nhật rút lui rồi. Tên tiểu tử nhà cậu, được đấy, thật đúng là một phát súng mất mạng. May mà có hai vị tiểu đoàn trưởng phối hợp, không thì tôi cũng bắn không trúng. Đây chỉ là bắt đầu. Bước tiếp theo, quân xâm lược sẽ tấn công vào đâu đây? Nơi tiếp theo là đâu đây? Khốn kiếp, một đám bỏ đi. Thật là nhục nhã, lại bị đánh bại. Ta không tin bọn chúng có thể có binh lực đóng giữ tất cả các trận địa. Hà trưởng quan, phải nhanh lên, nếu không phán đoán tiếp, quân xâm lược Nhật Bản sẽ xông đến. Chỉ cần đánh cược trúng thêm một lần, Hoàng Điền Dũng nhất định sẽ rối loạn. Hoàng Điền Dũng là phía bên trái hay là bên phải? Trái hay phải? Phải, nhất định là bên phải. Tôi nhìn dáng vẻ bọn chúng dung đau. Khốn kiếp, các người đều là đồ bỏ đi, vậy mà không giữ nổi một trận địa. Tố chất. Ta không tin bọn chúng có binh lực có thể giữ được cả ba nơi này. Đánh cho ta. Trận địa số 3, đột phá từ trận địa số 3. Trận địa số 3, không được theo trang bị, không được mang giáp nặng. Đi mau, đi. Động tác nhanh lên, nhanh lên. Đám nhóc này chạy thật nhanh. Tuổi trẻ thật tốt. Chỉ cần lần này đoán trúng nữa, Hoàng Điền Dũng sẽ mất đi niềm tin. Đức lĩnh trận địa số 3. Cậu tử, cậu tử không sao, không sao. Anh à, em không xong rồi. Anh hãy đánh quân xâm lược, giữ vững trận địa. Cha, mẹ, cậu tử, anh xin lỗi em, xin lỗi. Minh, yểm trợ cho tôi. Cậu không muốn sống nữa sao? Thế nào rồi? Trận địa số 3 đã tấn công hơn nửa giờ đồng hồ, thương vong rất nặng. Xem ra binh lực của bọn chúng rất đầy đủ. Không thể nào. Ta không tin bọn chúng có nhiều binh lực như vậy. Tướng quân, có khi nào chúng ta nghĩ sai rồi? Cái gì? Không thể nào.
tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Tướng quân, địch chiếm giữ vị trí có lợi, hơn nữa đạn dược vô cùng đầy đủ, nhưng bộ đội của chúng ta phơi mình ra chỗ trống, thương vong rất nặng, vậy bảo bọn chúng dừng lại đã, chuẩn bị tấn công trận địa tiếp theo. Tấn công vào đâu? Bước tiếp theo, quân địch sẽ tấn công vào đâu? 2 chọn 1. Vừa rồi tôi đoán số 3, là tôi đoán Hoành Đi Dũng sau khi thất bại ở trận tấn công đầu tiên, hắn nhất định phẫn nộ, mà phẫn nộ sẽ khiến hắn không suy nghĩ, chỉ vào trực giác phán đoán. Nhưng hắn ta rốt cuộc cũng là danh tướng, thông qua thất bại lần này đổi lại khiến hắn bình tĩnh hơn. Là số 1 hay là số 4? Số cuộc là 1 hay là 4? Một, bốn, một. Tôi đoán không ra. Tôi đoán không ra. Hà trưởng quan, không có ai mãi mãi đúng cả. Cậu có thể làm được đến đây đã rất giỏi rồi. Tôi có thể thấy tâm tư cậu rất nặng nề. Miệng thì nói là đánh cược, thực ra cậu đang dùng sự thông minh tài trí của mình suy đoán hành vi của quân địch. Bây giờ Hoành Điền Dũng bị chúng ta làm rối loạn rồi. Nếu mọi người muốn giữ mạng sống, lần này chúng ta thực sự đánh cược với hắn một phen. Đánh cược một phen. Gì kia? Là số 4. Nhanh, trường địa số 4. Đợi đã, lần này anh ta có đúng nữa không? Tôi tin tên tiểu tử Hà Bình An này sẽ không sai. Trường địa số 4 xuất phát. Đội du kích nhanh lên. Lần này ta phải cược một phay với vận mệnh. Số 1. Đến số 1. Tôi đi truyền lệnh. Đợi đã. Trước đây mỗi lần ta đều phạm sai lầm, lần này không đến số 1, đến số 4. Tướng quân, lúc này suy nghĩ của ngài không được lay động. Ta quyết định rồi, tấn công số 4. Đức lĩnh trận địa số 4. Quân xâm lược sao vẫn chưa đến? Lần này sẽ không đoán sai chứ? Không thì tôi đưa người đi đến trận địa số 1, đảm bảo không có sơ suất. Không được, tuyệt đối không được phân khai. Cho dù quân xâm lược đến số 1 hay là số 4, chỉ cần chúng ta tách ra thì sẽ bị đánh bại. Lúc này tuyệt đối tin tưởng vào phán đoán của Hà Bình An, không được do dự. Chỉ cần do dự thì sẽ thua sạch ván cờ. Hà Bình An, cậu không đoán sai đấy chứ? Quân xâm lược, mau đến đây. Đánh cược cái vận mệnh, nói không chuẩn. Gì kia? Quân xâm lược đến rồi. Lần này là cược trúng rồi. Lần sau bọn chúng nhất định đánh trận địa số 4. Đánh. Cực trúng rồi, cực trúng rồi. Hà trưởng quan, chúng ta dốc sức, bọn họ bảo toàn sinh mệnh. Dốc sức vận mệnh mãi mãi tốt hơn bảo toàn sinh mệnh. Tôi đã hạ lệnh rút lui rồi. Thưa Dương Điện Hạ, vừa rồi ta do dự rồi. Thưa là chủ soái,
một giây phút do dự thì sẽ dẫn tới vận hạn. Cho dù có thể lấy được đức lĩnh hay không, tâm lý trên chiến trường ta đều thua chỉ huy của đức lĩnh. Ta rất muốn gặp được người này. Tướng quân, chỉ còn sót lại trận địa số 1, tôi sẽ đích thân dẫn người đi chiếm trận địa số 1. Chỉ còn lại trận địa số 1. Không nghi ngờ gì nữa, người Nhật Bản sẽ dùng hết binh lực tinh nhuệ. Chỉ cần trận chiến này giữ được, đức lĩnh coi như tạm thời giữ được rồi. Hạ trưởng quan, cậu có thể làm trưởng quan của chúng tôi, làm may mắn của tất cả các chiến sĩ. Không đúng. Sao vậy? Quân địch không thể nào có nhiều binh lực như vậy. Chúng ta bị mắc lừa rồi. Chuyển hướng, đánh vào trận địa số 4 một lần nữa. Nếu phán đoán của ta không sai, trận địa số 4 bây giờ đang để trống. Đức lĩnh, trận địa số 1. Người Nhật Bản vẫn chưa xông đến. Có khả năng Hách Minh lập tức phái người đến trận địa số 4 xem bọn chúng có khả năng quay lại đó. Được. Đội du kích, theo tôi. Đức lĩnh, trận địa số 4. Mau rút lui. Tướng quân, trận địa số 4 không phải để trống. Cái gì? Xem ra phán đoán của ta lại sai rồi. Vậy thì tập trung binh lực tấn công trận địa số 1, tranh thủ có bước đột phá. Đức lĩnh, trận địa số 1. Trưởng quan, chúng ta đã tấn công thế nào? Tập trung quả lực, tấn công toàn diện, nghiền nát bọn chúng. May bạn bảo chúng tôi đến trận địa số 4 xem xét, không thì thực sự bị quân xâm lược lừa rồi. Chúng tôi bắn mấy phát, quân xâm lược liền bị dọa rút lui. Giữ vững trận địa, có thể tranh thủ thời gian. Đánh giáp lá cà đi. Đánh giáp lá cà đi.
bình an. Trưởng quan, quân bộ có lệnh rút lui. Cái gì? Quân bộ có lệnh rút lui. Rút lui. Lúc còn nhỏ, cảm thấy bức tường này rất cao. Tại sao khi trưởng thành lại cảm thấy nó còn cao hơn cả lúc nhỏ? Tiểu thư, cô ngây người ở đây làm gì vậy? Anh vừa mới khỏe lại nên nghỉ ngơi nhiều. Hộ lớn nhất ở Thượng Đức, cô biết là nhà nào không? Ý ngài nói là Thẩm gia. Đúng, chính là Thẩm gia. Tôi cần anh trà trộn vào Thẩm gia, giúp tôi giám sát nhất cử nhất động của vị tiểu thư nhà Thẩm gia. Có làm được không? Làm được. Cho chút cơm ăn đi. Ông làm sao vậy? Đói. Đứng lên, mau đứng lên. Đi chậm thôi. Ông không cần phải là người ở nhà chúng tôi, không cần làm việc cho tôi. Xem cô nói kìa, tôi đang ăn cơm nhà cô thì phải làm chút gì đó chứ. Hơn nữa, cũng không phải là chuyện một miếng cơm. Nếu không có chút cơm đó của cô, e rằng tôi sớm bị chết đói rồi. Những công việc khác tôi không tìm được. Tôi thấy sân vườn bẩn rồi, tôi quét sân cho cô. Thực sự không cần quét dọn, cứ để sân vườn bẩn như vậy đi. Dù sao cũng không ai để ý. Xem cô nói kìa, nhìn cô sang trọng như vậy, sao lại có thể không ai để ý? Sau này ngày ngày tôi đều quét dọn, đảm bảo vô cùng sạch sẽ, đảm bảo không hạt bụi nào. Ông không cần lo lắng. Nếu ông muốn ở lại Thẩm gia chúng ta, ông yên tâm, tôi không đuổi ông đi. Mặc dù Thẩm gia chúng ta để không, cũng không thiếu bữa ăn cho ông. Tiểu thư, cô giữ tôi lại à? Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Nếu ông muốn quét thì cứ quét. Hà Bình An chính là tên chỉ huy chặn đánh chúng ta ở Nguyễn Giang. Thực sự muốn gặp người này, binh lực của chúng thật đầy đủ. Sợ rằng đây là sự thật, nhưng ta thế nào cũng nghĩ không thông suốt. Bọn chúng làm sao có nhiều binh lực như vậy? Đức lĩnh là gốc của Thường Đức. Nếu chúng ta muốn thuận lợi lấy được Thường Đức, thì nhất định phải phá vỡ được cái gốc này của Đức lĩnh. Thường Đức dựa vào sự bảo vệ của Đức lĩnh, và sự tồn tại của Đức lĩnh cũng dựa vào Thượng Đức. Sừng trâu quả nhiên là cứng,
Nếu muốn tay không phá vỡ sừng trâu, cần thần lực tự nhiên. Nhưng nếu đầu trâu bị chặt đứt rồi, thì sừng trâu tự nhiên sẽ rơi xuống. Cho nên chúng ta phải cắt đứt triệt để liên hệ giữa thượng đức và đức lĩnh. Như vậy chúng ta mới có thể nhẹ nhàng lấy được đức lĩnh. Nếu chúng ta vòng qua đức lĩnh, xông thẳng vào thượng đức, như vậy chúng ta sẽ bao vây tứ phía. Chúng ta căn bản không cần vòng qua đức lĩnh, chỉ cần để máy bay bay qua đức lĩnh, tặng chút quà nhỏ cho Dư Bằng Trình, khiến hắn bận rộn đến mức không có thời gian chú ý đến đức lĩnh. Ý ngài nói chính là cần dũng khí phi phàm mới có thể đưa ra quyết định. Tướng quân, đây chính là lúc ngài nên đưa ra quyết định. Còn về dũng khí, xin hãy nghĩ đến tên tuổi của ngài Fujiwara. Hãy thông báo cho huynh trưởng của cậu để anh ta phối hợp với chúng ta ở trong thành. Rõ. Mã Tiêu, nhìn thấy chưa? Tên nhà quê còn biết sửa máy phát tín hiệu. Trước khi tham gia cách mạng, tôi chuyên đi theo hầu cho một thiếu gia nhà địa chủ. Thiếu gia học về cơ điện, là một sinh viên. Chính là gì? Không chăm chỉ học hành. Mỗi lần đi thi, đều là tôi thi hộ. Chính vì vậy, mấy năm nay, tôi cũng tương đương với học đại học vậy. Hát Minh, cậu đừng có chém gió. Nếu hôm nay cậu sửa được thứ đồ chơi này, lão lôi ta sẽ lao dài cho cậu. Còn không phải bởi vì anh ném nó một cái còn mạnh hơn cả Đặng Phong. Hà lão đệ, cậu thấy chưa? Nếu hôm nay cậu ta không sửa được, đừng trách lão lôi ta làm hỏng. Có thể dùng được không? Thông rồi. Sửa được thật này. Hát Minh, lão lôi ta nói lời giữ lời, tôi lao dạy cho cậu. Thôi bỏ đi, chúng tôi không thể so với các anh. Đảng Cộng sản không có trường hợp đặc biệt, quan binh đều dân giao, đều đi giày giải. Hơn nữa từ trước đến nay, tôi chưa đi giày da bao giờ. Thật đáng thương. Còn có máy phát tín hiệu này cũng chưa hoàn toàn sửa xong. Linh kiện phát tín hiệu hỏng rồi, không có đồ thay thế. Máy phát tín hiệu này chỉ có thể nhận, không thể phát. Vậy thì không thể cầu cứu viện được. Vậy cô sửa làm gì? Sống một ngày thì thêm được một ngày vậy. Hứa liên trưởng, đến ngài cũng nói những lời không hay này, vậy các anh em đều không còn hy vọng nữa. Các cậu đều là những dũng sĩ, chính là đầu óc sáo rỗng. Bây giờ chúng ta bị bao vây tầng tầng lớp lớp, chính là miếng thịt trên miệng kẻ địch. Lúc nào muốn ăn thì chính là lúc đó. Vậy Hà trưởng quan, không phải đánh lui kẻ địch rồi sao? Đánh lui? Thế nào không được sao? Không phải là đánh lui, mà là dọa cho lùi lại. Đó đều là giả. Để người Nhật Bản hiểu ra, đại quân kéo tới, chúng ta coi như toi đời rồi. Vậy thì chết chắc rồi. Đám người sống này đều chết chắc rồi. Chúng ta giác súng làm lính. Sống hôm nay không có ngày mai. Sống được một ngày là hời rồi. Hứa liên trưởng, vậy chúng ta không còn đường sống rồi. Chết sớm thì hồi sinh sớm. Có phải đầu hàng người Nhật thì có thể sống rồi? Còn nói những lời này, lão tử đánh chết ngươi. Rõ rồi, tôi không dám nói nữa. Tôi đi vệ sinh đây.
Sư đoàn 57, đi lúc 6 giờ 23 phút, lôi bộ có khi nào đã đến kịp? Trường Điện Đức Lĩnh, tại sao vẫn không trả lời? Trả lời gấp. Điện lúc 7 giờ 15 phút, Đức Lĩnh tiến súng khắp nơi, tình hình quân địch thế nào? Có cần chi viện không? Trả lời gấp. Điện lúc 8 giờ 20 phút, tình hình Đức Lĩnh không rõ ràng, nghi là bẫy của quân địch, không thể dễ dàng cứu viện. Tình hình thực sự như thế nào? Trả lời gấp. 10 giờ 34 phút, đã không nghe thấy tiếng súng ở Đức Lĩnh, thương vong thế nào? Trận địa có còn trong tay quân ta không? Vô cùng cấp bách, trả lời gấp. Điện lúc 11 giờ 2 phút, đã xin cứu viện từ Tôn Tướng Quân. Tôn Tướng Quân đang đến Đức Lĩnh, nhất định phải giữ được. Điện lúc 11 giờ 15 phút, Đức Lĩnh đã bị quân Nhật bao vây, Tôn Bộ đã đóng quân cách phía đông nam của Đức Lĩnh 50 dặm. Nếu có tia hy vọng sống sót, lập tức cử người đến cứu viện. Tin tức chúng ta không truyền được ra ngoài, Bộ Chỉ huy không biết được suốt cuộc Đức Lĩnh ở trong tay chúng ta hay là cái bẫy của quân Nhật, cho nên không dám mạo hiểm cử quân cứu viện tới. Bây giờ chúng ta làm gì cũng không được, không có người để cứu viện. Trên điện báo nói quân cứu viện không phải ở cách 50 dặm sao? Cậu coi mình là Triệu Tử Long à? Chạy 50 dặm sớm bị đổ thành tro bụi rồi. Phải rồi, trên núi có đường hầm bí mật, chúng ta đi theo đường hầm đó xuống núi. Không thể được, người Nhật Bản không phải kẻ ngốc. Coi như bọn chúng hôm qua không phát hiện ra, không có nghĩa hôm nay bọn chúng không phát hiện. Bọn chúng nhất định bịt kín lối đi đó rồi. Nhưng mà một chút binh lực trên núi này căn bản không thể giữ được, chỉ có thể gọi cứu viện. Chúng ta có thể thử xem. Hát Minh, không phải Lão Tử coi thường và quê các cậu, chúng ta cùng giao giác súng đánh giặc, cũng coi có mấy phần tình nghĩa. Nếu đi, để tôi đi. Tôi đi, đừng có giành với tôi nữa. Báo cáo, báo cáo gì? Nói nhanh đi, kho vũ khí nổ rồi. Bỏ bê chức vụ, dẫn đến tổn hại quân sự nghiêm trọng. Cậu còn gì để nói không? Lô tiểu đoàn trưởng, chuyện đã thế này rồi, không bằng để cậu ta chết trên chiến trường. Lão Hứa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói mau. Hạ trưởng ban đang hỏi cậu. Lô tiểu đoàn trưởng, Lô tiểu đoàn trưởng, cậu sao vậy? Tại sao lại câm rồi? Lão Hứa, Lão Hứa, cậu ta bị điếc rồi. Đưa cậu ta đi. Cậu nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Báo cáo. Lúc đó, Hứa liên trưởng dẫn chúng tôi đi canh giữ kho vũ khí. Đột nhiên có mấy tiếng pháo nổ. Lúc chúng tôi phản ứng được thì một số anh em đã bị thương, chân trụ tử bị gãy, Lão Tứ cũng bị chết. Tôi không hỏi cậu tình hình bị thương, rốt cuộc có chuyện gì? Nghe tiếng pháo nổ đầu tiên, hình như do lựu đạn gây nên. Cậu chắc chắn là lựu đạn chứ? Đúng vậy, chính là lựu đạn. Vậy có nghĩa là không phải thuốc nổ được chôn trước, mà là dùng lựu đạn gây nổ. Trước đây có phát hiện người nào không? Không nhìn thấy người nào đến gần. Nhưng mà, nói nhanh đi. Lúc chúng tôi nói chuyện với liên trưởng, Trần A Sinh chạy đi vệ sinh, rời khỏi một lúc. Trước khi rời khỏi, cậu ta nói gì? Liên trưởng nói, chúng ta đều là ít dữ nhiều, chúng ta đều sẽ chết trong tay người Nhật Bản, nhưng chúng ta có thể tận trung với quốc dân đảng báo đáp công ơn. Chúng tôi nói trọng điểm. Trần A Sinh hỏi, nếu như đầu hàng người Nhật Bản, có phải chúng ta có thể sống tiếp? Liên trưởng tát cậu ta một cái. Khốn kiếp thật. Chính là tên Trần A Sinh này. Bỏ đi, hắn chưa chạy xa được, phải bắt hắn lại. Không cần đuổi nữa. Chúng tôi bắt được người rồi. Hà trưởng quan, người của chúng tôi phát hiện có người lén lút xuống núi, cho rằng là lính đào ngũ nên bắt về đây. Trưởng quan tha mạng, là tôi bị ép. Áp giải về, thẩm vấn rõ ràng. Quỳ xuống cho ta. Nói. Đầu hàng người Nhật Bản lúc nào? Nói mau. Cho dù là phạm nhân cũng không thể quỳ để thẩm vấn. Cậu nói đi, nói rõ ràng, tôi sẽ để cậu đi một cách nhẹ nhàng.
Ngoài ra, tôi có thể nói cậu là liệt sĩ, báo về quê hương cậu, để cha mẹ cậu không bị mất mặt. Cậu hãy nghe cho rõ, đây là Hào trưởng quan, là tôi cậu chết lâu rồi, nói mau. Trưởng quan, là tôi bị ép. Bị ép? Ai ép cậu? Hắn ta là ma quỷ, là ai? Nói cho rõ ràng. Cậu từ từ nói. 4 ngày trước tôi trực xong, trốn ra ngoài uống rượu. Thực ra tôi là kẻ nghiện rượu. Không có rượu tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Trong thành đều không có người, nhưng không khó để trộm được rượu. Hôm đó tôi không giữ được mình nên uống nhiều. Tôi hỏi cậu là ai ép cậu làm hán gian, ai cho cậu nói chuyện uống rượu. Chính là tối hôm đó, một mình tôi quay trở về, đột nhiên có người xuất hiện muốn bắn tôi. Tôi có súng, đương nhiên phải đánh cùng với hắn. Người đó rất yếu, mới 1-2 chiêu đã bị tôi chế ngự. Hắn quỳ dưới đất xin tha mạng, nói tôi tha cho hắn. Tình người vì tôi là bất cứ chuyện gì, nói tôi không vừa ý ai thì thay tôi giết người đó. Lúc đó tôi uống quá nhiều, chứ tới trung đội trưởng vì tôi uống rượu mà đánh tôi, liền nói cậu có bản lĩnh thật thì đi giết trung đội trưởng đi. Tôi còn nói cho hắn biết phi hiệu của bộ đội. Ai ngờ đến ngày thứ hai trung đội trưởng liền chết. Hắn là người Nhật Bản. Đúng vậy, hắn là người Nhật Bản. Hắn tìm đến tôi, nói đã giúp tôi làm xong việc rồi, đến lượt tôi phải giúp hắn. Nói tôi cùng người Nhật Bản cùng nhau giết sĩ quan, đã là hán gian rồi. Tôi thực sự không còn cách nào khác, là tôi bị ép. Là hắn bảo cậu cho nổ kho vũ khí. Cũng không phải, trước lúc sắp xuất phát tôi nhận được một mẫu giấy, bảo tôi chờ thời cơ giết sĩ quan cầm đầu. Chỉ cần tôi giết được sĩ quan, cắt đầu đi đầu hàng người Nhật Bản, thì tôi có thể. Có thể cái gì? Thăng quan phát tài sao? Sống lâu 100 tuổi sao? Đúng vậy, còn nói nữa, sao cậu không cắt đầu của lão tử ta mang đi? Tôi không dám, tôi biết mình là một hán gian, tôi là kẻ khốn nạn, tôi không thể tiếp tục hại người. Nên tôi nghĩ, cho nổ kho vũ khí cũng giống nhau, cũng có thể. Lúc này cậu chạy tới trận địa của người Nhật Bản, bọn chúng sao có thể tin tưởng cậu? Bọn họ đóng cho tôi một cái dấu. Dấu gì? Họ nói là nguy hiểm của nhà Fujiwara. Ân công, thế nào rồi? Tiểu thư Thẩm gia giữ tôi lại rồi. Cô ấy để tôi làm người ở trong nhà. Ngài có gì dặn dò xin cứ nói. Tướng quân, dù đã chuẩn bị xong. Trước khi trời tối, nếu vẫn chưa lấy được đức lĩnh thì hãy thực hiện thả dù ở Thường Đức, quyết không để Thường Đức có cơ hội cứu viện cho đức lĩnh. Rõ. Chúng ta vẫn làm như cũ. Đúng vậy. Sợ rằng Yayama đại ca vẫn thích pháo hoa như vậy. Dùng pháo hoa chỉ dẫn việc thả dù trong đêm tối, vừa đẹp đẽ lại tàn khốc. Cảnh tượng đó rất đặc sắc. Pháo hoa, dân. Tiểu thư nói cô ấy thích ngắm pháo hoa. Còn gì nữa? Hình như cô ấy nói về tình yêu. Nói tình yêu giống như pháo hoa, ngắn ngủi mà đẹp đẽ, nhìn một cái khiến người ta khó quên. Nếu cô ấy nghĩ vậy, hình như tiểu thư không được vui. Cô ấy đang nhớ tới người khác. Cô ấy đang nhớ ngài sao? Là ta sao? Ngài quan tâm Thẩm tiểu thư như vậy, cô ấy nhất định đang nhớ ngài. Người cô ấy nhớ không có ở trong thành. Người cô ấy nhớ sắp chết rồi. Vậy thì tốt. Người chết rồi thì sẽ bị quên nhanh thôi. Tất cả những người mà Thẩm tiểu thư yêu thương đều chết rồi, thì ngài nên làm cô ấy nhớ đến ngài. Người nói đúng. Ta nên làm cho cô ấy nhớ ta. Đúng vậy. Đúng.
Phải rồi, vừa rồi ngươi nói cô ấy muốn xem pháo hoa, có phải không? Vâng, tiểu thư đã nói vậy. Vậy thì tốt, tối nay ngươi dẫn cô ấy đến trước sân, ta sẽ để cô ấy nhìn thấy pháo hoa đẹp nhất trên thế giới. Vâng, pháo hoa ở trong không trung nhất định rất đẹp. Điều pháo, điều động pháo núi, làm trận địa của quân địch, nổ vang trời cho ta. Đánh trận ở vùng núi cần điều động pháo núi, cần tháo dỡ pháo núi ra thành nhiều phần, dùng xe ngựa chuyển lên, chỉ là sẽ cần tiêu tốn nhiều thời gian. Thời gian vẫn còn kịp, chỉ cần bốn pháo núi là có thể làm cho trận địa quân địch nổ vang trời. Trước khi trời tối phải lấy được trận địa của quân địch.